xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam chiến tranh và nói về cuộc chiến giữa hai bờ chín tuyến, bên nào cũng đau thương và mất mát. Và mất mát lớn nhất chính là những người dân vô tội. Đấy có thể là một em bé còn nằm trên tay mẹ, một nữ sinh đang tràn đầy sức sống, một bà cụ đang chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Hơn 20 năm chiến tranh để thống nhất đất nước đã để lại nhiều mất mát đau thương cho hàng triệu gia đình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe chuyện ngắn Chị Hân của tác giả Lê Vũ Trường Giang qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Tôi đi tìm chị trong cơn gió u buồn, thỉnh thoảng thành phố rung lên như động đất khi có một đoàn tăng M48 Patton chạy ngang qua con đường lá me xanh những gã tóc vàng ngồi trên nắp xe hành quân ra chi viện cho tuyến lửa Quảng Trị giơ tay chào. Cuộc đụng độ đẫm máu với lính sư đoàn dù 101 của họ trong mùa xuân thoát ly thành phố đã mở cho tôi một cách nhìn không giống phim Hollywood chiếu trong dạp lửa hồng. Tôi đã thi xong tú tài bán phần, điểm vừa đủ, chị hân vui. Qua Tết này, tôi học xong chương trình lớp đệ nhất sẽ thi tú tài toàn phần. Đời thằng mạt như tôi sẽ đổi khác, gia đình tôi sẽ đổi khác, chị Hân cũng sẽ đổi khác. Tôi bắt đầu biết châm thuốc khi phải suy nghĩ nhiều. Mỗi lần giết, tương lai xanh thảm với mái trường luật khoa hiện lên trong đầu tôi xô lệch hiện tại cay đắng xứ sở gắng sống này. Tôi gắng sống, gượng sống để ba vui. Mà đã chết trong chuyến tàu bị gài mìn chật đường ray trong núi thành cha đau khổ giặt dẹp những đêm cha ho chừng đổ phổi không át đi tiếng đại bác rộ trong đêm tan tác từng con chữ tôi cố nhét vào đầu chị một mình chạy đôn chạy đáo ngoài chợ với gánh chè đậu xanh đậu đỏ mỗi tối khuya chị về thấy tôi vào bàn trong đèn là chị lại cười ấm áp hồi đó tôi không mấy để ý đến làn phấn nụ mỗi lúc mỗi giày trên mặt chị tôi chỉ biết gắng học học để đổi đời tiếng đại bác mỗi đêm khuya vắng hỏi lại tôi, đổi đời gì, tôi không rõ. Chị Hân vừa về tới nhà, thấy tôi đứng trong bóng tối lưng dựa vào cây khế, nhìn mưa phùn lất phất, rít thuốc ưu tư. Chị không kịp cởi áo mưa, bỏ quang gánh xuống, chạy tới giật điếu thuốc cháy dở. "Mi, mi bỏ tật xấu nghe chưa, đừng có mà làm tàng, học không lo học, cứ làm chi chi." Tôi chết dí. Chị gườm tôi một phát, định mách cha cho ra nhẽ. Nhưng cha thì đã ngủ từ hồi nào rồi. Lúc chị đi qua bóng đèn, vô tình tôi thấy một vết đỏ to bằng bàn tay trên mái chị. Ai? Ai tát chị vậy? Nói đi, nói để em xử cho. Tôi nói, vừa để xoa dịu chị, vừa bày tỏ sự tức giận của mình. Chị Hân chững lại, nét mặt thoáng buồn không phải đâu em chị bị ngã đấy thôi đi học bài đi lúc đó tôi thật ngu ngốc không hỏi chị cho ra sự việc rõ ràng là năm ngón tay còn in trên má hồng lằn tím sao tôi lại không ngăn chị dấn vào mãi con đường đó để rồi sau này không cản được những cái tát cú đá của đủ loại khách làng chơi Sáng hôm sau thức dậy, vừa bước xuống nhà dưới đã nghe chị từ trong buồng nói ra. Sắp Tết rồi, chị sắm cho em bộ quần xanh áo trắng đôi giày da. Mì gắng học, vào được đại học còn đỡ mặt cho cả nhà. Tôi nhìn ra đường, mấy xào hoa giấy thanh tiên đi ngang kéo theo rực rỡ. Không khí Tết đã về gần lắm. Không hiểu sao, mũi tôi ngửi thấy mùi thuốc súng thoảng nhẹ trong không khí mơ hồ cha đang uống trà nói một mình. Năm nay ngó Bộ Yên, các ông đừng đánh nhau nữa cho dân được ăn Tết. Chiều 30 năm đó, tôi trộn rộn chờ Lan Tuyền qua cầu Trường Tiền ngắm sông Hương. Ngắm muôn người đi chúc Tết mà. Hàng trăm chậu hoa được bày bán hai đầu cầu bên chợ Đông Ba. Lan Tuyền nâng niu những bông cúc vàng trong tay, hôn nhẹ lên nụ hoàng mai chúm chín trời cuối năm hãy còn giá lạnh gió sông thổi buốt một màu nắng hiếm hoi buông nhẹ phía đầu nguồn em từng bảo đứng trên bao lơn nhìn về phía kim phụng sẽ thấy được màu tím huế điều này có thật không em thấy hàng trăm lần rồi những chiều nắng nhạt sương mờ răng xa tím huế hiện lên rình rịn À, anh thấy rồi màu tím áo rượu ấy nhuốm tràn qua mây núi sông và cả cánh chim về tổ đón xuân nữa chị hân có bao giờ thấy cảnh này không nhỉ bất chợt em hỏi tôi cha em nói hai bên thỏa hiệp đình chiến ba ngày như mọi năm có phải không anh giá mà đình chiến mãi luôn hay biết mấy nhỉ em nói mắt không ngớt nhìn phương trời tím xa kia đã vậy, dừng chiến tranh luôn, dừng hẳn đi. Tôi đệm vào. Mà Tết này mình làm chi đây? Tết năm này, anh và Duy kiếm chiếc đò. Đám mình sẽ du xuân từ Kim Long qua Nguyệt Biều về Vĩ Dạ, Gia Hội, Bãi Dâu, Làng Sinh. Dạo chơi khắp Huế cho đã đời. Vẻ hớn hở hiện lên trong đôi mắt đáng yêu của em. Lam Tuyền. Anh gọi em à? Anh muốn gọi em, sao lại có tên hay như thế trên đời? Rồi bóng tối lạnh lùng tràn đến bọc lấy chiếc cầu. Tôi bất ngờ ôm xiết lấy em. Chúng tôi hôn nhau, vì ấm đôi môi đẩy lùi giá lạnh. Tôi cảm giác màu tím của chân trời vẫn chưa tắt trong mắt tôi mắt em lúc đó nụ hôn màu tím, nụ hôn cuối cùng, vĩnh biệt lan tuyền của tôi. Khuya mồng một, pháo kích dữ dội khắp thành phố, cha bật đèn trở dậy, tôi đặt chăn chạy ra cổng, chị Hân đi chơi chưa về. Pháo rồn dập bắn tới, những tiếng nổ vang lên trong sân bay thành nội, những cột lửa bắt đầu bốc lên. Đánh nhau rồi, không phải đình chiến ăn tết đó sao? còn hân đâu đi tìm chị mi về đi tôi xốc áo chạy băng ra đêm tối sau lưng tiếng cha ho rách phổi tôi chạy lạc vào trong phố từng tốp quân hắc báo cầm súng chạy về phía bờ thành phía sân bay tôi chạy qua cống vĩnh lợi nhiều bóng người lúp xúp cành lá ngụy trang vừa chạy vừa bắn vào các điểm phòng ngự của quân đội chị hân ơi chị ở đâu hình như chị sang nhà o bé chơi bài kẻ. Trận đánh này to rồi. Một người chạy sau lưng tôi lo lắng. Mày đi đâu? Về nhà kẻo đạn lạc, súng đổ khắp nơi. Nhiều người nằm bất động trên đường. Vừa sợ, vừa mệt, tôi chạy lúc sau bức tường tiệm may nhất để. Có tiếng người la hét, pháo kích ầm ầm thành phố. Nhiều người bắt đầu chạy khỏi nhà. Tết năm nay bắt đầu bi thảm quá. Chuyến đò du xuân tan rồi, Lam Tuyền ơi. Tôi không thể đứng mãi đây. Tôi phải về nhà đưa cha đưa chị Hân ra khỏi thành phố, ra khỏi khu vực chiến sự. Tôi lao đầu chạy, nhiều lần vấp phải những xác chết, ngày mỗi dày đặc hơn trên đường gốc cây vỉa hè. Sợ quá! Đến đầu xóm, tôi ngã thêm lần nữa vì xác người, mặt trà lên đường, sớm máu, Cứu tôi với! Một bàn tay bất ngờ bấu lấy gấu quần tôi khi tôi loạn choạng đứng dậy. Tôi nhìn xuống, lờ mờ thấy một người nửa ngồi nửa nằm, một chân dường như không cử động được nữa, máu thấm đen mặt đường. Một tay người đó đang cầm khẩu súng ngắn. Chị Hân ơi, về nhà đi thôi. Nhà còn đâu mà về hả em? Sao chị lừa em, chị đi bán chè? bán chè trên thuyền của con mụ ngọc ư chị đi làm gái đẹp mặt cha mạ chưa cha mạ chết rồi em đừng gọi tội vì chị cha mới chết sao vì chị nếu em không đi tìm chị đêm đó cha đã thoát được ra ngoài rồi em chị nắm lấy tay tôi rúi tôi nắm bạc chị nuôi cả nhà đuôi em ăn học tôi không cần đồng tiền dơ bẩn của chị giờ tôi cần tiền làm chi nữa tôi tức tay nắm đấm lại em đi mô lâu nay em lên rừng em sẽ trở về nay mai thôi mà đông hà thất thủ rồi quân ta vượt sông thạch hãn thành cổ sẽ bị chiếm huế sẽ được giải phóng quân ta nào em theo quân giải phóng rồi à? Em cứu người ta, rồi được điều lên rừng. Mi, mi điên rồi à? Đêm giao thừa đó, chị cũng muốn về nhà sớm. Nhưng mọi khi gánh chè giả mạo vứt vào một xó trên đò được lấy ra. Rồi chị mua vài ly chè thật của bấy ghe mảnh chèo tới, đổ vào nồi như kiểu chè không bán hết. Chưa kịp mua thì bốn ông cảnh sát giã chiến bước cao bước thấp đi tới, kêu tên Mụ Ngọc che che. Bố trí đò với mấy em xinh đẹp nhất của Mụ nha. Đêm nay chắc chắn hòa bình, súng không nổ đâu, cứ chơi, đừng sợ gì cả. Sợ gì, mai chết cũng sướng. Họ lên đò, có mấy cậu cảnh sát trẻ măng hình như mới ra trường. Ai lại đi chơi đêm ba mươi? tội trời chết. Biết còn sống bao lâu nữa mà sợ. Mụ ngọc cho đò ra xa, neo một chỗ, nhưng vẫn lắc lý dìu dạt và tròng chành nhẹ nhàng theo con sóng. Chị bối rối, chỉ muốn về. Âm thanh của nước vỗ vào mạn thuyền, vào chân cầu, vào bờ, thúc giục hối hả. Lúc đó chỉ lo, không biết em và cha đã dọn đồ cúng tất niên xong chưa buổi chiều đi chị đã nấu để sẵn trên bàn đến giờ mang ra cúng buồng bên kia đã nghe tiếng cười lả lướt một gã cảnh sát mở cửa buồng nhìn chị lòng chị rối mời đêm ba mươi này sao mà ngột ngạt quá chị muốn về nhà chị chỉ muốn về nhà thôi gã cảnh sát nói ở với anh đêm nay anh đưa hết nửa tháng lương cho mụ ngọc đi ghen nan chạy nói với bên mạn đò. Đêm nay ở đò đi, mai mừng tuổi cho bay đủ đầy. Nhưng chị bất chấp, chị phải về. Gã kéo chị lại, chị vùng vằng muốn rách áo. Cho tôi về, tôi phải về nhà. Nhưng gã bỗng rút súng ra. Đi là chết, chị đứng yên. Rồi nằm im mặc hắn hắn dữ dội chừng nào, chị khóc chừng đó. Xong giấc ngủ đến lúc nào không hay, trong giá rét tủi hờn. Đứt mắt ướt cái mền dày cộm. Giao thừa nghe pháo nổ đi đùng trên bờ, lòng dạ xốn sang. Chị ra ngồi mũi đò, nhìn màu đêm buồn bã. Hơn hai tiếng sau, tiếng đại bác vang lên đinh tai nhức óc. Ngã cảnh sát cho dậy hỏi giật là có chuyện gì vậy? Tiếng súng bắn nhau chí chóe trong thành bên kia sông, nghe từ Kim Long phía kia An Cửu. Đưa đò vô bờ mau! Hắn ra lệnh. Đò gần bờ, thấy người trên đường chạy từng đoàn từng đoàn, súng nổ gần nhau, thấy nhiều người bổ sấp mặt đường. Chị sợ quá. Chị lại kể dưới ánh mặt trời tháng năm trói trang những dãy quan tài được xếp thành từng hàng ngay ngắn bên trong mỗi quan đóng vội này là những gì còn sót lại của các thi hài được tìm thấy hàng ngàn người trong áo tang trắng đứng chịu trận dưới trời nắng trang trang một ai đó âm thầm khóc một ai khác khóc vật lên thỉnh thoảng họ lại nhìn nhau như thể đang tìm một lời an ủi rằng đây không phải là sự thật, đây chỉ là một giấc chiêm bao. Cha ơi, em ơi, chị nấc lên, nước mắt chảy tràn gò má. Chị những muốn lăn mình xuống đất, khóc cho bay đi đám mây đen nặng chĩu đè trên đầu mấy tháng qua. Cha ơi, em ơi, hình ảnh cha uống trà mỗi sớm. Thằng em hay tự lự, cứ nhờ chị ủi đồ cho thật phẳng, để đi gặp người yêu giờ thì chỉ còn xương cốt mùn cho thôi cha ơi em ơi chị vùng tay khỏi mấy chị bạn cùng ở đò chạy đến đống xương khóc la dữ dội chị lăn lóc giữa đất cát không ngớt kêu cha kê em khóc và khóc chị nào biết trách ai đây rùa ai đây đêm đó giá như chị liều mạng chạy về với cha với em ai đó lấy vạt áo xô lau nước mắt nước mũi cho cái cơ thể bất động bi đát của chị có phải cha không có phải em không dăm người tìm thấy người thân khóc bù lu bù loa những thi hài lần lượt được người nhà nhận mang qua trước mặt chị mấy người bên hồng thập tự chạy tới chạy lui giúp đỡ thấy chị khóc mãi hỏi xác người nhà đâu lúc đó chị nhìn thấy một thi hài cháy xám, không còn nhận dạng được nữa những vẻ co quắp khổ sở như đang ngủ đó thôi thúc chị lại gần. Một nửa chiếc áo nâu đất nằm dưới xác không bị cháy, lỗ rỗ như bị tàn thuốc lâu ngày. Hàm răng thiếu đúng một răng cửa và chiếc đồng hồ hiệu Orient của Nhật y chang cái ông đại úy người Phan Sang tặng cho chị đã chết máy. Cha đây rồi, cha đây rồi. Chị ngất đi, chẳng còn biết gì đến cái nắng chói chang hôm đó. Đống xương người, hoa phượng đỏ. Mộ cha bây giờ ở đâu hả chị? Chị cho em đi thăm mộ cha đi. Mặt chị buồn so, đôi mắt ẩn ẩn nước. Chị khóc hu hu trên bến sông. Lòng tôi quặn thắt dưới chân núi ngự bình đó em ơi. Tôi muốn ôm chị vào lòng. Đã bao lâu rồi chị em tôi không cùng ăn chung bâm cơm, không nói chuyện với nhau. Rồi tôi qua cửa thượng tứ. Một thanh niên đi bộ qua trước mặt tôi nói rất nhỏ. Nhận tài liệu ở X, rút. Tôi quay lại thực tại. Người vẫn đầy vết thương đến mùa thu năm 1974, tôi về Huế thu thập tình hình trước khi có lệnh tổng tiến công. Tôi lại đến đò Mụ Ngọc, bến xưa tiêu điều, chẳng thấy đò, cũng chẳng thấy chị Hân. Mới chỉ mấy năm sau đổi thay nhiều thế, những bóng người chạng vạn đổ về trên đường như những hồn ma sống. Mùi thuốc súng ám lên con đường, bức tường, cửa hiệu, mặt người và cả trí não khô khan của tôi. Mày thay, tôi gặp lại Duy trong sắc phục cảnh sát cùng với hai cấp dưới đi tuần trên đường. Duy nhìn tôi gầm gờm Mày đã đi đâu? Cha Tàu chết rồi. Chị Tàu mất tích mi ơi. Thằng Duy lãng tử bạn học tôi ngày nào giờ không còn nữa. Duy đổi khác và tôi cũng đổi khác. Nó nói một câu sau này tôi mới hiểu. Chăm bị chết, tao biết. Chị Hân bị chết, tao biết. Mi, tao biết. Rồi nó chỉ cho tôi muốn biết cái chết của chị phải đi đâu để mà tìm. Rồi đi thẳng. Chị Hân chết rồi ư. Chị ơi, sao có nhiều cái chết trong cuộc đời tôi như thế này? Tôi nghe giọng chị kể về 26 ngày kinh hoàng trong mậu thân mà chị không chết. Em à, đêm đó súng đổ, đỏ liền trèo vào bờ. Bế ông biệt động quân áo gài chưa hết nút đã vội chạy về đồn. Súng đổ chát chúa, đại bác bắn ầm ầm. Chị thất kinh chạy vào thành. Chạy vào thành một đoạn, thấy nhà cháy, nhà sập, tiếng kêu khóc thảm trời. Ai đó giật cánh tay chị kéo vào nhà. Con Lan, bạn trên đò với chị đó. Hai đứa ngồi trong nhà đó, nghe đạn bắn cả đêm không nhắm mắt được. Mới tờ mờ sáng, bà con ý ới nhau chạy giặc. Chị nói muốn về nhà nhưng hay tin, đêm qua xóm đó thành cho rồi. Em ơi, chị không muốn chạy nữa, chị phải về nhà. Rồi người ta kéo chị, từng đoàn người gánh gồng tất cả qua cầu trường tiền trên đường chị thấy ông thập chủ tiệm thuốc bắc hay xuống đò mụ ngọc chở cá một bao tiền định qua bờ nam xui làm sao bao cột không chặt tiền xòa ra trên đường bà con lo chạy chẳng ai còn tâm trí mà nhặt tiền súng đổ dữ quá máy bay chi viện gầm rú trên trời không phút nào súng không đổ em ơi qua được bờ nam tình hình đỡ hơn nhưng rồi quân giải phóng bắt đầu công chiếm về vĩ dạ rồi chạy lên an cựu được ít hôm lại kéo nhau chạy chị cứ theo đoàn người mà chạy 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 đêm chạy ngày chạy trên xác trên máu chạy dưới bom rơi chạy dưới đạn lạc chạy đến khi bàn tay con lan buông rời chị nó bị bắn chết vì đạn lạc trong cuộc giao tranh trên cầu an cựu hấp hối nó vẫn kêu chị chạy đi chị chạy đi chị à cả đời chị chạy gánh gồng nuôi cha nuôi em chạy nhục đi tìm miếng ăn cho cả nhà cho em ăn học chạy chạy mãi sao chị tôi buồn rầu đứng trước hiệu ảnh tôn thất dung châm thuốc hút một hồi mới có người mở cửa bức ảnh người ta chụp xác một cô gái nằm chết dưới gốc cây xứ phía sau phu văn lâu hàng ngàn cánh hoa rơi rụng từ đêm qua bao bọc lấy cô ướp cô trong mùi hương sơ ngộ đất trời cô mặc áo dài trắng nụ cười hoa xứ cũng trắng trên môi có phải chị hân của tôi luôn ước ao một ngày được mặc áo nữ sinh đi học như chúng bạn được chở giỏ xe hoa phượng đỏ hoa bằng lăng tím. Ông chủ hiệu ảnh kể rằng, hôm đó hàng trăm người hiếu kỳ vây quanh trầm trồ trước cảnh tượng đó. Chưa thấy ai chết đẹp như vậy trong cuộc chiến này. Cô không phải chết đâu, cô đang ngủ, giấc ngủ của một đóa hoa vĩnh hằng đẹp nguyên sơ trong lòng thành Huế một buổi chiều đầy sau ngày giải phóng, tôi tập tệnh đi qua những hè phố điều hưu, thành nội hoang tàn. Một cổng thành sập, cây cối cỏ dại mọc lồm nhổm như bãi tha ma. Khung trời mộng ngày nào của chúng tôi đã thành sương khói. Tôi tìm đến những con đường vắng dài đầy lá mục. Tôi cố nhớ Nhà tôi chỉ còn cái xác rỗng để người ta chất than chất củi. Xóm tôi cỏ dại um tùm cho người ta đi phóng uế. Nhặt một nhúm rác lá muối đã hoai, tôi đưa lên mũi người. Tôi nghe tiếng thầm thì của những kỷ niệm trên bàn tay qua ánh nắng thanh khiết như thủy tinh dọi từng gân lá. Bộ cha lạc mất bia giữa bạt ngàn mộ chị Hân mất tích. Lan Tuyền đã theo cha qua Mỹ lấy chồng sinh con. Mấy đứa bạn cùng lớp nghe tôi từ rừng về. Lại có chức trong ban quân quản thì mừng lắm. Tôi hỏi Duy mới hay rằng, Ngày 26 tháng 3, Duy vẫn ở lại, chiến đấu đến cùng, bị bắt và đang còn bị giam trong tù. Tôi xin giấy qua gặp Duy. Nó nhìn tôi không lộ vẻ thù hằn như là tôi tưởng tượng. Tao biết mi là viện cộng, nhưng tao không bắt đó. Mi có lý tưởng của mi, tao có lý tưởng của tao. Tôi an ủi Duy. Ít bữa rồi chính quyền lại cho về. Mi về lo cho cha cho mạ mi. Nhà Duy có ba anh em, hai ông anh, một đi biệt cách dù, một đi thủy quân lục chiến đều chết cả. Duy im lặng. Tôi lại kể chuyện gia đình tôi. Duy cắt lời. Chị Hân My không phải chết như vậy đâu. Chị My chết oanh liệt dữ đó. Một tiếng chuông đâu đó va vào buổi chiều mục, ngân vỡ giữa những tường gạch loang màu xêu. Tôi đi biết ra bờ sông xanh phẳng lặng, tôi thấy sợ con sông không đáng sợ cầu trường tiền bị giật sập như chữ v sắc ngược rớt lạc trên sông trên dòng sông này có máu chị tôi ngày con đò bụ ngọc đón đoàn khách lạ có tóc đen lẫn tóc vàng mấy ông tóc đen dẫn tóc vàng đi chơi cho biết ngủ đò hôm đó chị đuổi hết chị em trên đò xuống, một mình tiếp khách. Đò ra giữa dòng êm đềm, người ta nghe tiếng cười đùa vui vẻ. Rồi một tiếng đổ long trời, mấy ông Mỹ chết, bụ ngọc sau đó bị quy tội. Xác chị Hân được những chị em cùng hoàn cảnh đem về, mặc áo dài trắng nữ sinh Đồng Khánh một lần như ước nguyện. Tôi hét lên Tan đi những đeo mang đau khổ Tôi gọi tên ai Đêm rớt xuống như một lời tỉ tê tội lỗi Ngực tôi bốc lửa giữa hơi thở giao thoa Ngọn lửa rất đỏ và lạnh Kia, cánh cửa nhà tôi còn mở À, chị Hân gánh chè về rồi Chị mua áo quần mới cho tôi Mua cân tràng ngon cho ba Mua vải áo dài cho mạ Cả nhà thấy chị về Vui như mở hội Tết năm nay sẽ vui Chị cười Nụ cười của một tôn nữ Đẹp như hoa sứ đêm trăng Tôi nhào ra đón chị Chị ơi Giá mà mọi thứ đừng bị xóa nhòa, chị nhỉ. Chị cười hiền, chị làm tất cả chỉ muốn em vui các bạn vừa nghe chuyện ngắn chị hân của tác giả lê vũ trường giang chuyện ngắn là câu chuyện xúc cảm về mất mát của một gia đình người dân huế giai đoạn cuối của kháng chiến chống đế quốc mỹ Bây giờ, các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, chuyện ngắn thể hiện góc nhìn của một cây bút trẻ sinh sau năm 1975 về cuộc chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Viết về chiến tranh, những tác giả ít miêu tả về cuộc chiến mà đi sâu vào số phận của người dân thường trong cuộc chiến. Với giọng văn đan xen giữa kể chuyện, tự sự và hồi tưởng, Lê Vũ Trường Giang phản ánh số phận của một gia đình Huế chịu biết bao biến động và mất mát vì bom đạn để cậu em trai là nhân vật tôi ăn học thành người, chị Hân đã chịu biết bao nỗi nhục nhã đáng cay. Nhân vật tôi là chàng trai đang tuổi ăn tuổi học, chưa có lý tưởng sống rõ ràng. Anh chỉ biết gắng học, tốt nghiệp tú tài để đổi đời. Thế nhưng bom đạn chiến tranh khiến mơ ước của anh không thành hiện thực. Việc tình cờ cứu giúp một chiến sĩ cách mạng đã làm thay đổi cuộc đời của nhân vật tôi. Biết bao số phận con người bị đẩy đưa bởi chiến tranh mà có lẽ họ không định trước được. Nếu không có cuộc gặp gỡ tình cờ đó, biết đâu anh lại trở thành một luật sư hay một nhân viên làm việc trong chế độ ngụy quyền. Trong bom đạn chiến tranh, số phận con người trở nên mong manh và dễ tổn thương. Tác giả ít đi vào nội tâm mà thể hiện cảm nhận của mình về cuộc sống của người dân Huế. Trong những ngày tháng lịch sử của Tết Mậu Thân năm 1968, anh trở thành chứng nhân lịch sử, ghi lại khoảng thời gian đau thương của quê nhà một cách trung thực và khách quan. Tác giả gửi gắm nhiều nỗi niềm của mình qua nhân vật chị Hân. Chị hy sinh phẩm giá của mình vì gia đình, vì các em, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được gia đình cái chết của chị Oanh Liệt và vô danh như biết bao người phụ nữ đã thầm lặng cống hiến cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Một câu chuyện ẩn chứa nhiều nỗi đau, nỗi buồn khiến người đọc người nghe càng trân quý cuộc sống hòa bình hạnh phúc hôm nay. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn chị Bông của tác giả Bùi Hoa Nam qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc người đàn bà còn xuân sắc mặc chiếc áo của quả tim cắt khéo bó sát những đường cong như nét vẽ lên nước da trắng ngần trên gương mặt thanh tú đôi mắt đen sâu càng làm cho chị toát lên vẻ đẹp đầy nữ tính dịu dàng lịch lãm thật khó có thể tưởng tượng được người đàn bà đẹp này đã phải trải qua những năm tháng dập vùi tàn nhẫn kiếp nạn đau đớn đến phũ phàng đầy máu và nước mắt đổ ập xuống đầu ngay từ khi mới 18 tuổi. Gặp lại bông tôi vui lắm, là bạn với nhau từ thuở thiếu thời, lại nghe được nhiều chuyện đau buồn, rồi thành đạt. Cứ ngỡ, bông đã phải gục ngã, chiều theo số phận. Nhưng may thay, bông đã vươn lên, làm cho đời mình tươi trẻ trở lại. Sau một lúc, ôn lại những kỷ niệm ở quê nhà, Tôi hỏi bông Nghe nói chị làm ăn khá lắm Phải không Thì cũng vậy vậy thôi Chứ có gì đâu Nói thật chứ kiếm được một đồng Ở cái thời gạo châu khủi quế này Cũng gian nàn lắm anh ạ à. Đã đành Nhưng giờ chị có cả một công ty to đùng Thì việc làm ăn chắc cũng không đến nỗi nào Có công ty để làm ăn Nhưng lời lãi thì lại là chuyện nát óc anh ạ à chỉ riêng đầu năm nay em cho xuất sang Vân Nam bốn trăm tấn hàng đông lạnh mà chỉ thu về một cái lãi còm may mà chưa lỗ các nhà buôn bên ấy họ khôn ngoan lắm em đã buôn bán với họ nhiều năm em biết nói chuyện kinh doanh tôi như vịt nghe sớm ấy giờ chị kể tôi nghe về những năm tháng lận đận của chị đi bông nhìn tôi mắt chớp chớp rồi chậm rãi kể về cuộc đời mình vâng nếu chỉ là lận đận thì em chịu được cũng như bao người đàn bà khác khổ nhiều chứ thực sự sung sướng thì có mấy đâu năm cuối cùng của thời phổ thông em thi trượt đại học đang lúc buồn chán thì bà cô từ hà nội về quê rồi rủ em lên thành phố xem có việc gì đó để đi làm ở nhà cô chơi mãi rồi cũng thấy bất tiện. Mà đi xin việc thì lấy đâu ra tiền để đút lót cho được việc làm. Trong những ngày lang thang đó, em đã gặp Thanh, rồi yêu Thanh say đắm. Lúc đó em nghĩ mình đã gặp may, đúng là hạt mưa rơi vào vườn đào. Vườn đào đầy những sắc hoa tươi giói, choáng ngợp những khát khao mơ mộng, đến hoang tưởng của đứa con gái mới chập chững bước vào đời, em vui lắm, có lúc đã tự nhủ, ừ thì không được vào đại học nhưng lấy được người chồng tử tế, lại ở ngay giữa lòng thủ đô thì còn gì bằng. Đàn bà ai chả phải làm vợ, mà làm vợ có chồng là cán bộ thì còn gì phải lo. Thành đưa em về nhà anh ấy vài lần. Nhà to sầu lại ở giữa một phố lớn gần bờ hồ mọi thứ trong nhà đều sang trọng đầy đủ. Cái gì cũng bóng loáng, tỏ rõ quyền lực, giống như phát định vậy. Chị người hầu to béo, luôn cầm trên tay cái phất trần, đưa nhẹ nhẹ lên những đồ vật em ngồi gần, ý như muốn xua đuổi. Anh Thanh không nói, nhưng em nhìn qua những huân huy chương để trịnh trọng ở các khai nhung đỏ trong phòng khách. Em biết, mình đã yêu con trai ông bộ trưởng. Thú thực lúc đó em cũng sợ sợ, nhưng em chả thể nào rất anh Thanh ra được. Chỉ có điều mẹ anh thì nhìn em với vẻ lạnh nhạt, bà nói. Cháu là bạn Thanh à? Cháu học đại học gì? Sắp ra trường, lại đang tìm việc hả? Thưa bác, cháu ở quê ra, chưa có việc gì làm ạ. À? con gái hơ hớ ra thế mà ở đất Hà Thành này mà không có việc làm là phức tạp lắm đấy. Em như chết điếng. Thanh cảm thông rồi đưa em về nhà trong nỗi ê chề tủi phận. Cả buổi tối ấy anh động viên an ủi nào là ban đầu bà mẹ chồng nào trả ra oai với con dâu tương lai như vậy. Nào là chúng mình yêu nhau phải dũng cảm vượt qua mọi giao càn. Em đẹp như vậy, mẹ càng phải săn đe, kẻo sau này nhỡ mất con dâu của mẹ thì sao? Phải có sóng gió lúc đầu thì hạnh phúc mới thi vị chứ? Vân vân và vân vân. Mọi giải thích nghe có lý đầy thuyết phục, cộng với tình yêu cháy bỏng như mật xót vào tai, làm cho giận hờn tan biến, đã cuốn em, dính chặt vào vòng tay thanh như một thứ keo định mệnh. Hôm đó, gia đình bà cô em có việc phải về quê. Nhà chỉ có hai đứa bọn em, Thanh xin ngủ lại. Trong phút nông nổi nhưng thật lòng, em đã dâng hiến cho Thanh tất cả sự trinh trắng của người con gái 18. Trong cơn khát, anh đã vồ lấy uống cạn và kèm theo những lời hứa lấp biển rời non. Mãi sau này em mới biết cái sự ma quái dạn dĩ đầy cảm bẫy của người con trai 30 tuổi này thì mọi việc đã quá muộn. Kể từ hôm đó, anh dính chặt với em, đi đâu anh cũng cho em đi theo. Khi anh được làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu Lâm Hà, anh xin cho em vào làm hành chính ở một công ty thành viên của anh. Đến khi biết mình có thai, em yêu cầu anh cưới thì anh lạnh lùng nói. Đang làm ăn, lại cưới với treo gì? Cô không thấy tôi bù đầu đấy sao? Thế làm ăn thì không cần con chắc. Hay anh muốn em là đứa chữa hoang à? Vẫn biết thế, nhưng cứ từ từ. Cái thai đã ở tháng thứ ba. Biết anh không muốn cưới, em đánh liều Đính gặp mẹ anh ta. Hy vọng vì danh giá và sọt máu của nòi giống bà sẽ chấp nhận kết hôn cho bọn em. Khi nghe em trình bày hoàn cảnh, bà nhảy cẫng lên nói, Ngu thì chịu, mày không biết thằng Thanh nhà này đã có vợ rồi sao? Vợ nó tên là Ngọc Huyền, con một ông thứ trưởng đấy, nó đang làm cao học ở bên Đức, con gái nó cũng cho sang học bên đó. Thằng Thanh với mày chỉ là chỗ chơi mời cưa kéo, cưới với treo gì chuyện bờ bụi ở đất hà thành này có mà cả đống ở đây chứ có phải ở quê đâu mà cứ chửa là vác bụng đến ăn vạ thật trơ trẽn con nhà vô giáo dục không biết ngượng là gì em nghe bà nói mà như trời sập mồ hôi ướt đầm uống nước mắt đau đớn chạy ra khỏi căn nhà quyền lực ma quái đó tối hôm đó thanh về chỗ em khi làm việc ở đây, họ bố trí cho em một phòng nhỏ để ở. Chắc là Thanh muốn lấy chỗ đi lại nên yêu cầu như vậy. Thanh nồng nặc mùi rượu khi bước vào phòng, giọng cống gắt như muốn nuốt sống em. Em đã gặp mẹ tôi và biết tất cả. Giờ dạ. em định thế nào? Còn thế nào nữa? Tôi biết chắc là tôi đã bị lừa vì đã uống quá nhiều những lời đường mật trong đó đầy thuốc độc mà tôi không biết thôi không đánh nghiến nữa mẹ anh và cả bố nữa đã thống nhất là em phải phá cái thai đó đi không được để ảnh hưởng tới anh và còn uy tín của bố uy tín của cán bộ lãnh đạo cấp cao không phải chuyện chơi đâu anh và bố anh không phải lo con tôi thì tôi đẻ tôi nuôi, mẹ con tôi không cần cái uy tín giả dối thối tha của kẻ đều già nào cả. Ngồi im một lúc rồi Thanh tức giận bỏ về. Cả đêm ấy và những ngày sau, em sống trong chơi vơi. Buồn tuổi, lo cho mình thì ít, lo cho số phận đứa con sau này thì nhiều. Một tuần sau em gái của Thanh đến chỗ em ở giữa buổi trưa. Cô ta tự giới thiệu tên là Hải, em út của Thanh. Thú thật em cũng chả quan tâm, vì nếu là em gái của Thanh thì em biết chị ta sẽ nói gì rồi. Chị Bông này, cả nhà tôi đã nhất trí để chị bỏ cái thai. Tôi đã liên hệ với bệnh viện, sáng mai, chị đi giải quyết cho xong. Không phải xin phép cơ quan, tôi đã nói với họ, để chị nghỉ 10 ngày rồi. Còn nếu chị không nghe tôi thì đừng trách. Bọn đầu gống nó không biết lễ nghĩa là gì đâu. Ở phố nó thế, không thể đùa được. Tôi không thể làm điều thất đức ấy. Chị về nói lại với mọi người như vậy. Chị phải làm. Uy tín của bố tôi, gia đình tôi, không thể bỗng chốc bị một đứa con gái nhà quê bờ bụi bôi bẩn. Chị hiểu cho nói xong hải đặt lên giường một túi bông băng rồi về biết không thể nấn ná được đêm đó em đã trốn về nhà ông chú em ở hồng quảng ở nhờ nhà chú đi làm lặt vặt rồi sinh thằng thanh hòa mà hôm qua gặp nó anh khen đẹp trai chững chạc đó bây giờ tôi mới thấy chị cười thật tươi trên cặp môi hồng hàm răng trắng đều trắng muốt gương mặt dạng ngời về kết quả chiến thắng của quãng đời lựa chọn sinh tử khi cháu được một tuổi em đi vác hàng thuê ngoài móng cái một lần chúng nó bảo qua biên giới đưa hàng về em bị bắt đưa vào một ngôi nhà nhỏ rồi đêm đó chúng cho lên xe ngựa chở đi bán cho một người đàn ông Trung Quốc đã 65 tuổi. Em không chịu làm vợ ông ta, nên bị ông ta hành hạ đánh đập thừa sống thiếu chết. Lúc nào trên người cũng bầm tím máu me suốt 6 tháng trời. Cuối cùng thằng em của lão hãm hiếp, rồi mang bán cho một động quỷ ở Vân Nam. Ở đấy được hai ngày, hôm bọn nó bắt em tiếp khách. Em đã gặp một thương nhân, người Việt Nam nghe em kể về hoàn cảnh mình anh ấy rất cảm động anh nói anh vào đây là để giải trí nghề buôn bán như bọn anh đôi khi cũng cần có những phút giây thư giãn nhưng gặp em thì anh chả còn hứng thú gì con em nhỏ như vậy nhất định anh sẽ cứu đưa em về chăm sóc nó đêm ấy nằm bên nhau nhưng em và anh ấy đều không ngủ không có sự ham muốn xác thịt khác giới em chỉ mong trời sáng để được giải thoát theo sự che chở của anh còn anh ấy chắc đang suy nghĩ mung lung lắm có thật em là người đàn bà tốt mà bị số phận đưa đầy đến cùng đường không những lời em nói có thể tin được không nghĩ về anh ấy như vậy mà nước mắt em không cầm được em đã nói với người đàn ông ấy anh không cứu em em cũng biết ơn anh nhiều vì đã cho em được kể về những nỗi tủi hổ của đời mình mai anh về việt nam cho em gửi một bức thư cho chú em và con em vì bố mẹ em đều đã mất cả hai anh em hy sinh ở campuchia nhà chả còn ai em đừng hiểu lầm anh anh đang suy nghĩ về công việc làm ăn còn việc đưa em về nước anh đã quyết định không có gì thay đổi. Sáng ra là ta về thôi. Anh có xe riêng để em cùng về. Không hiểu sao em giống đứa em gái của anh đến thế. Em gái anh cũng bằng tuổi cỡ em, 21-22 tuổi, nó cũng đẹp và tầm thước như em. Đặc biệt là gương mặt và đôi mắt, thì hai đứa giống nhau như cả. Giờ em anh đang học bên Mỹ. Lúc em bước vào phòng, anh suýt nhầm em với nó đấy. Sáng hôm sau, anh gọi người hầu phòng đưa đi gặp ông chủ nhà chứa, chắc là để mua lại em. Lát sau anh quay lại, nói em về phòng ở thu dọn đồ rồi ra xe anh chờ. Em nói với anh ấy là em mới bị bán vào động 2 ngày nên không có đồ đạc gì. Nếu anh cứu mạng thì xin theo anh luôn. Anh bảo thế thì lên xe ta về thôi cùng đi với anh có người lái xe đứng tuổi tính kín đáo không nói gì suốt cả một chặng đường dài xe chạy đến trưa nghỉ lại ăn cơm anh bảo thử tài nội trợ cô bông xem chọn món đi ăn xong còn đi tiếp thú thật đến lúc này em mới thật yên tâm là mình không bị bán tiếp vì anh ấy gọi bông một cách rất tình cảm và tin cậy em nghĩ chỉ có những người đứng đắn mới có cách gọi đó đã có những thời gian ở hà nội rồi nấu ăn cho thanh nên em biết gọi món khá hợp khẩu vị ăn xong anh ấy dẫn em vào chợ mua hàng quần áo và quà cáp cho gia đình và cho con trai em khá nhiều anh chọn mua cho cháu Thanh Hòa một con gấu bông và một số đồ chơi. Khi về tới Hà Nội, anh rút từ trong cặp ra một gói giấy vuông vức, đưa cho bông rồi nói: "Đây là 15 triệu đồng, em cầm lấy để kinh doanh. Trên đường đi em đã biết rồi đấy. Vòng mây bày bán la liệt. Em hãy chở gạo, chở hàng nông sản sang bên đó mà bán, rồi mua vòng mây về bán cho người ta lắc vòng." Anh tin em sẽ sống được. Thôi, tạm biệt nhé. Tên anh là Lâm. Em chỉ biết như vậy là đủ. Em sẫy nảy không nhận quà và tiền của anh ấy. Chỉ xin anh đồ chơi của bác cho cháu. Và em định bước xuống xe. Nhưng anh đã bảo lái xe khóa cửa không cho em xuống. Còn để lái xe đưa em về quê nhưng anh dặn lái xe chỉ đưa đến ngõ là quay lại không được vào nhà chính nhờ đồng vốn này mà cách anh long dạy em kinh doanh sau đó em đã cùng với cậu em trai con ông chú sang vân nam khảo sát hàng rồi về mua hàng từ việt nam sang bán lãi lắm anh ạ à. vòng mây của bọn em sau mấy trăm chuyến bán buôn cho các đại lý đã tràn ngập cửa hàng các thành phố lớn còn vươn vào tận các thành phố phía Nam. Đi đâu cũng thấy các bà, các chị rồi trẻ em lắc vòng để giảm cân. Vì hè sân thượng bờ hồ mặt bãi, mọi chỗ đều lắc để làm đẹp. Là thấy mình sống được, vui lạ thường anh ạ. Công ty Hạ Long của em ra đời và phát đạt từ đó. Giờ cháu Thanh Hòa, nó làm giám đốc, em cũng được nhàn chút rồi bao năm tìm anh long để trả ơn mà chả có tin tức gì em mời họa sĩ vẽ một bức chân dung theo lời em kể về anh ấy bức họa đẹp và khá to dưới bức chân dung em ghi người sáng lập công ty hạ long treo trang trọng ở phòng khách của công ty năm ngoái hùng theo dõi chương trình cúp vàng đất Việt dành tặng những doanh nghiệp xuất sắc trong năm. Em nhận ra anh ấy. Đang đêm, hai mẹ con đi ngay về Hà Nội tìm gặp bằng được anh. Gặp người cứu mạng năm nào, em mừng mà khóc dưng sức. Thì ra anh ấy tên thật là Minh. Còn tên hôm chia tay anh ấy nói tên con trai của anh. Ngày đêm đó, em đã đón được vợ chồng ông thần tài này về công ty em. Anh chị ấy rất vui, phấn khởi lắm. Ông chú em khóc mãi, nói bao năm nay tôi đau đáu bắt chúng nó đi tìm, mà mãi hôm nay mới gặp được anh chị, để cho già này thay mặt bố mẹ nó cảm ơn, thật là quý hóa. Vợ anh, chị Ngọc cũng nói, lúc ở hà nội tôi hơi ngờ ngợ, chị có nét mặt hao hao giống thủy bình em gái anh tuấn minh, còn anh minh thì nhìn em cười như chia sẻ chị ngọc nhìn mãi bức chân dung và nhận ra người đó giống chồng mình nhưng tên lại giống tên con trai hiểu ra tâm lý em đã kể lại sự ra đời của bức chân dung chị rất cảm phục người họa sĩ chỉ nghe kề mà vẽ được bức chân dung rất giống người thật của anh quả là một huyền thoại chị vui lắm còn anh tuấn minh thì tỉnh khô khi nghe mọi người tán dương anh hỏi giống tôi thật à thế mà lúc mới đến tôi cứ ngỡ đó là người sáng lập công ty thật ai biết con trai mình lại được ngự trên đó kìa mọi người thấy không trên tranh là ghi tên con trai tôi đấy chứ. Mọi người được trận cười thót bụng. Bất chợt tôi cắt ngang lời chị. Thế anh Thanh sau đó thế nào? Có biết chị sinh con không? Số anh ấy cũng lận đận lắm anh ạ. À. Ông cụ một thời gian sau bị kỷ luật rời trên trong nghỉ hưu trước tuổi. Ba năm sau thì bà cụ suy sụp ốm rồi mất biết mình sắp chết cụ dặn lại thanh và cô hải thế nào cũng phải xuống hồng quảng để xin lỗi và đưa mẹ con em về ông cụ cũng muốn thế chị ngọc huyền không về nước sang mỹ rồi lấy chồng bên đó đưa cả con gái sang theo có thể do những cú sốc dồn dập lại mất trước mà anh thanh không chịu đựng được đầu năm nay anh ấy bị tai nạn ô tô cụt mất một chân ông cụ thì giờ tai biến nặng nằm một chỗ khó khăn lắm tháng trước em và cháu thanh hòa về thăm ông cụ không nói được nhưng khóc nhiều lắm chắc là hối hận nhất là lúc cháu hòa nhà em cho ăn và tắm rửa cho ông anh thanh nói với em giờ tôi chả có ai mọi người đều bỏ tôi mà đi bông hãy bỏ qua chuyện cũ mong hai mẹ con về ở với tôi tha thứ cho tôi em nói đứa con anh quyết bỏ đi giờ nó đây tôi đã trốn chạy và nuôi nó lớn thành người tôi có thể trả nó lại cho anh theo tình phụ tử còn tôi không dại một lần nữa đời có vay có trả vay trước trả sau xưa nay vẫn thế tôi tin rồi anh cũng sẽ sống tốt mà trả cần đến tôi trời trả cho ai tất cả bao giờ và không lấy hết của ai tất cả đâu chuyện của bông là thế đấy anh ạ à. chả ai biết trước được rồi số phận mình sẽ đi đến đâu có lúc bông đá tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết nhưng vì con mà con là bản năng sinh tồn lớn nhất của người đàn bà chính khát vọng đó và người tốt trên đời đã cứu sống bông để bông tạo lập cuộc sống như hôm nay cho mình cho con và anh chị em trong công ty Hạ Long nhìn lại một đoạn đời đã đi qua em nghĩ mỗi người đều có một số phận chỉ tiếc đã có một thời con người ta đã sống với mọi đam mê giả dối lại mặc thêm cái áo giả dối háo danh cuồng vọng mà bất chấp tất cả sự thật hiển nhiên bày ra trước mắt rồi hùa nhau chạy theo những giấc mơ không bao giờ có thật cũng vì nó mà họ mơ ước hão huyền, khát khao đủ thứ, khát quyền, khát tiền. Để bảo vệ nó, họ đã chối bỏ những gì trái với nó, cho dù đó là sự thật bằng xương, bằng thịt, máu mù của mình thì họ cũng quyết vứt bỏ. Chính sự giả dối đó đã theo họ xuống tận nấm mồ, ít nhất là về tinh thần. Hai chúng tôi, cùng ngồi im lặng thực ra có gì để nói nữa đâu một đêm dài đã qua đi còn ngày mai phải chờ xem đã cứ thế mỗi người theo đuổi với ý nghĩ của riêng mình bông tạm biệt tôi ra về để kịp cùng con trai ra sân bay hình như đơn hàng mới đang chờ mẹ con họ vừa nghe truyện ngắn Chị Bông của tác giả Bùi Hoa Nam. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ. Cuộc đời một người đàn bà đẹp với số phận long đong cay đắng và cả những may mắn thành đạt được kể lại bằng giọng điệu giản dị, dễ hiểu theo tuần tự thời gian. Nhân vật chị Bông với những mối quan hệ khá phức tạp được tác giả gom nhặt từ những mảnh đời đâu đó dường như đã chạm đến đôi nét hiện tượng xã hội hiện đại với quan hệ đạo đức đang xuống dốc tình yêu giữa bông và thanh con ông bộ trưởng và những hệ lụy sau đó như là sự gán ghép mang tính chủ quan của tác giả về chuyện cổ tích hiện đại giữa đời thường những thăng trầm hình xin của nhân vật bông cũng vậy mang nét thấp thoáng của chuyện xã hội đương thời khi mà cơ chế thị trường đã tác động mạnh mẽ đến muôn mặt đời sống. Yêu thanh, rồi bị bỏ rơi với đứa con trong bụng. Bông đã vươn lên thoát khỏi khó khăn ban đầu, nhưng lại bước vào bi kịch mới. Bị bán sang biên giới, tội nhục, đau khổ. Nhưng rồi bông lại gặp vị cứu tinh là một doanh nhân cứu cô ra khỏi hang động quỷ và còn tạo dựng vốn liếng buôn bán. Đầy áp chi tiết và sự việc đời thường được xây dựng với mục đích khẳng định bản tính vươn lên mạnh mẽ của người phụ nữ này. Sự chiên của bông đối với Tuấn thể hiện đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây là điểm mấu chốt tác giả muốn hướng đến. Việc bông gặp lại ân nhân được chọn làm cái kết có hậu cho câu chuyện mang dáng dấp cổ tích thời hiện đại ít nhiều để lại suy nghĩ cho người đọc về nhân tình thế thái hôm nay